tìm vong linh giúp đỡ vậy mà. Giúp cho hai chú cháu nuôi coi. Hai cháu chết nước hả? Chết nước, trôi lạnh lắm rồi. Giúp đỡ hả? Giúp cô. Trời ơi, để coi gần nè, ông bà bác cháu gần lại coi nè. Ôi ôi, đêm thui luôn kìa. Hai ông cháu sao chết hả? Mấy tôi nói tôi cúng cho ít ăn rồi chút xíu nữa rồi tôi kêu rồi đi lại ăn rồi kể tôi nghe con sao chết nha. Ừ, cúng cho ăn lên lạnh quá rồi. Vậy hả? Thôi nè, cái này ông bà bác ơi. Đừng có làm như vậy nha, tôi định nè. Theo chú nè, 8 năm rồi có người cúng vậy nè, lên đây là ăn uống vậy đây nè. Mày đâu rồi thằng quỷ? Ôi khỏi nhà ăn trước đây. Dạ, Long Miễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh thản an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám mà mị cõi vong linh của quỷ dữ. Và Long hiện tại giờ đang ở một cánh đồng, bữa làm giúp được 2 mái già rồi, thì nguyên mổ mái già rất là nhiều. Ở phía trên đó đó, bây giờ Long bắt cái máy đổi già vô cái khu ngay trong mộ, bữa mà giúp 2 cái dòng nữa thì còn mái già nào mình giúp họ nha. Giờ thì chắc lẽ Lâm không nói vòng vòng nhiều, Lâm sẽ đi đi. Có mang ba lô nè, tiếp tục lội nhưng mà mặc phục cái đi nha. Rồi, tiến hành thôi mà bác ơi. Đi nha. Đang ngoài gần bà bác ơi. Không ta. Mình di chuyển ngoài rồi. Từ từ đi nha bà ơi. No. Kìa. Có 2 con nữa trời. 2 con nữa mà bác ơi.
tự nha, mình có phong ấn nha ông bà bác, nên là mấy ma không có sợ nó đâu. Đang lội trên bờ, anh nói có cái nhà đâu mà thấy hang ma là chắc dưới trong vườn luôn. Kìa, đang lội lỡ gì kìa. Ơ chào. Ủa trời, đây là lùi trời. Mắt hả? Mắt làm khỉ khô gì không á? Nó mà kẹp cái mít này này. Ngồi. Ai vậy? Dặn lưới hả? Dặn lưới dặn câu hay vậy? Phải ăn lưới không? Khát nước hả? Dòng trên nước mạnh quá. Ai vậy? Chỗ là người pháp sư nhỏ xíu xíu, cần giúp đỡ gì không? Ma chết nước giúp hả? Vậy hả? Kìa 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 kìa. À. Chào nha. Chào. Để giúp đỡ gì không? Đỡ để làm gì đây? Tại đây ủi vậy. Tìm vong linh giúp đỡ vậy mà. Giúp cho hai chú cháu nuôi coi. Hai cháu chết nước hả? Chết nước, nhói lạnh lắm rồi. Giúp đỡ hả? Giúp coi. Thôi ơi, để coi gần nè, ông bà bác cho gần lại coi nè. Hồi ôi, đêm thui luôn kìa. Hai cháu sao chết hả? Mấy tôi nói tôi cúng cho ít ăn rồi chút xíu nữa rồi tôi kêu rồi đi lại ăn rồi kể tôi nghe con sao chết nha. Ừ, cúng cho ăn lên quá rồi. Vậy hả? Thôi nè, cái này ông bảo ơi. Đừng có lại như vậy nha, tôi định nè. Đi nha. Kìa kìa ông bảo thấy không? Xíu theo tôi nè, theo tôi đây nè. Không có làm gì vậy đâu, rút theo là ma rút đâu à. Cái gì mà rút? Có thiệt không? À, đi theo đi. Thiệt. Đồ ăn ngon lắm. Nè. Trong ba lô có nè. Thấy ba lô không nè? Thấy chưa? Chọn ra đi. Ok, đi lên đó ha. Ok, để kiếm chỗ cũng cho. Bình tĩnh đi. Đi theo tôi nè. Đi theo lẹo lên. Đi chậm quá à. Ma gì đi lẹ lẹ chút coi. Má đi chậm quá. Kìa ông bạn bắt. Theo nghe, không có làm gì bậy nghe, làm bậy thì tôi có phép đó. Lẹ lên. Ok, ok. Đi nè, ông la hoài. Đi theo nè. Vậy hả? đi nè trời ơi chảnh dữ ha. Đi theo nè, lẹ đi, có chỗ tới chỗ rồi nè. Trời. Vậy hả? Hai đứa cháu này chắc đi văn câu rồi bị té mà da kéo chết nè, mà cũng hiền ha, không dữ ha. Rồi ok, đi theo đi. Ở đây nè, tôi cúng cho. Ui, gặp hai ma da này không có dí mình mừng quá. Không dí chạy suốt bừng nữa. Mình lên chỗ này cúng nè ông bà bác ơi. Đây đi. Hai ông cháu lẹ lên nha. Kìa kìa. Tới liền hả? Kiếm như nào trống trống mà được, mới cúng được chứ. Nè, có chỗ rồi nè. Ôi, chỗ này là ngon lạnh luôn. Ok, mình cúng đây. Ôi.
đây đi ha. Ok nè, để đây nè, lại đi nè, đây nè mấy ông ơi, mình tìm chỗ đặt máy nha. Ở đây nè. Ê. Rồi. Lụm thôi. Rồi nước nhẹp hết trơn mà bác ơi. Đồ đạc gì. Cũng chưa nhiều nhiều, hai không, hai chú cháu hả, mới thời nghe nói hai chú cháu hơn mà bác. Ơ nè, ù nay gặp dòng hiền rồi, đỡ quá, mừng quá, khỏe quá, mai chết nước đâu cần uống nước đâu trời. Mình chủ yếu đốt khói nhang cho hắn thôi chứ mình đâu có cần ấy nữa mà bác. Đâu có uống nước đâu mà nước làm gì. Lại gần chút xíu đi, đợi lại đi. Cúng cho nè. Cũng cho ngon lắm. Nào cháu dùng cho nó, lát kể tôi nghe sao chết nha. Tôi lợi 8 năm rồi đó, đấu 8 năm nay rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thánh Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô cái hương linh gia chủ thổ thần các vị thần để lại thần sống thần các sổ thần đây. Đặc biệt là cái dòng chú nè, hai dòng chú cháu gì hay là gì đó ra dùng đây nha. Cơm bánh ngon lành nha. Dùng mình không mời kêu tôi ra nghe chưa? Giờ mình gom này dùng hả bác ơi. Vậy. Sao lên sao mày bị đau vậy vậy? Cúng thì cũng từ từ. Cái tật lại đó. Tại mày không đó. Để tao lên trước cho. Mày đâu rồi? Đó luôn. Đi theo chú nè. 8 năm rồi. Có người cúng vậy nè. Lên đây là ăn uống về đây nè. Mày đâu rồi? Thằng quỷ. Ôi khôi nhà ăn trước đây. Tám năm rồi đó, mới được hưởng cái khối nhang. Khối nhang ấm quá, lội lạnh quá. Cũng tại mày chứ ai. Tại mày nè mới thành vong nè, thành vong dứt dưỡng 8 năm nay nè. Theo tao hoài, theo tao. À, ăn bánh đi. Có cháu ăn không?
lâu lắm rồi. Con nhỏ mẹ ăn bánh đây. Con quỷ sứ. Đổi qua. Ngon quá, cơm ngon quá. Nào, ăn một cái bự đi. Cháu ăn cái nhỏ. Cảm ơn mày nghe. Cũng vì mày nè, tao mới chết theo mày nè. Bây giờ mày biết chia sẻ nữa hả? Ông cháu mình lùm bọc lẫn nhau mà. Hai chú cháu. Chú cháu. Chết biết rồi, mày khùng luôn rồi. Cha mẹ mày cũng chết rồi. Bé à, chú tính gì mẹ ơi? Mình lên được ở trên bờ rồi thôi, mình đừng có xuống nước nữa mày. Ở đây hoài chán quá. Ở đây rồi nghe cái gì mà bữa nào nó cũng hát, nó cũng ca, mệt quá. Điếc lô tai quá. Kiếm chỗ nào im ơi. Để chú hỏi thăm cái này nãy nó là gì. Pháp sư, pháp gì. Chắc nó giúp hai chú cháu mình được. Xin chào nha. Nghe nói là hai chú cháu hả? Xin chào. Hai cháu chú. Chào Phật sư. Đang hưởng thôi ha. Bà già hả ma? Hả ma gì? Ai trong hồn? Cũng chết ở dưới nước. Chết dưới nước. Cũng sắp thành Maya rồi. Sao mà chết nước vậy, kể nghe coi. Mà chừng nào mà bắt được một người á tròn tròn mập mập giống như mày vậy đó là tụi tao thoát kiếp ma già vậy hả? Phải thế mạng mới trở thành, mới lên bờ thành người được hả? Đúng rồi. Hai người kéo mình tôi thế mạng là sao thành người được, còn người bỏ lại hả? Không thành. hai chú cháu tao nhập một cái dung hồn lại là thành người cũng được nữa. Vậy hả? Vậy là hổng rày chết này bao lâu rồi, có kéo được ai không? Mày kể cho pháp sư nghe coi, con cháu coi nó giúp được không. Giờ chứ tao ý của chú không muốn xuống nước nữa mà lên bờ được cho nó ấm rồi. Cháu kể lại, kể cho nó nghe coi. Sao chết hả? Đi đâu? Đi dặn lưới. Hai ông cáo đi chấm xuồng đi dân lưới. Rồi sóng gió tới rồi đập cho nước vô chìm hai ông cáo chìm xuống, té xuống rồi mới ra lôi xuống rồi hai ông cáo chết. Phải ông ơi, để chú kể cho mày ơi, mày kể cho lão ơi, mày chết sao mày cũng nhớ nữa. Ôi, thằng cháu ông có vấn đề gì không? Cũng không nhớ, lâu quá không nhớ. Nó cái đầu nó cũng không bình thường. nó tưng tưng. Thôi ông kể tôi nghe đây, để cho ông kể tới năm sau tôi chưa hiểu nữa là lý do sao luôn á. Cha mẹ nó chết trơn rồi. Vậy hả? Cha mẹ nó cũng làm cái nghề chăn câu chăn lưới nè. Cha mẹ nó chết lâu lắm rồi. Chết năm hình như là năm 90 mấy, năm 2000 vậy rồi. Mùa nước lũ cha mẹ nó chết. Để lại có mình nó
Tôi là chú của nó. Nãy nghe nói với nó là hai chú cháu đó. Thì cha mẹ nó chết trơn rồi, nó mồ côi cha mồ côi mẹ luôn rồi, nó ở với tôi. Tôi cũng chưa có vợ có con gì hết á. Thì ăn bánh đi, ăn bánh đi má con. Má gia anh má gia. Ăn bánh đi. Rồi ông gửi tiếp đi ông già. Cha mẹ nó làm người câu lưới chết trơn rồi. Tất lên Phật sư luôn. Rồi nó thấy cu mang nó, tôi nuôi nó. Ồ, thương chú ghê chưa, coi ghê chú bắt không ăn không, ăn đi. Cũng tại nó đó, tôi mới chết đó, bởi vậy nó mới thương tôi vậy đó. Nó theo tôi 8 năm nay rồi. Hai chú cháu tôi chết 8 năm rồi. Rồi sao chết rồi, kể tôi nghe coi. Cũng tại thằng quỷ nhỏ này nè. Nó háo thắng. Háo thắng. Vì ông cũng là tại vì nó thừa tại tôi không vậy? Sao ông đó thừa tôi tại tôi rồi cháu mày nó thừa vậy? Vậy chứ không phải tại mày, tao đâu có chết. Tôi nói thừa hoài. Cười quá. Kể tiếp đi. Hai chú cháu cũng đâu có nghề gì làm, cũng nối nghiệp mà theo cha mẹ nó đó. Ừ. Cũng đi giăng câu giăng lưới. À. Bữa nay ông này ông lúc mới 15 tuổi à. Sức cũng khỏe như trâu vậy đó. Nhồi mắc cười quá. Ừ. Rồi kể tiếp đi. Đâu có ai chơi với ai. À. Có hai chú cháu chơi với nhau à. À. Anh thấy là anh khỏe cho mình, anh sung. Ừ. Nói chú Út chút. Ông Út hả? Ờ. Ừ. Tôi với ông dân câu rồi xong rồi tôi với ông chống đua chơi. Trời ơi. Ừ. Dữ vậy sao? sửa từ lúa cửa. Tôi biết tôi lớn tuổi rồi, tôi 40 tuổi rồi. Ảnh mới có 15 16 tuổi hả. Ừ. Anh còn khỏe, anh chống lẹ lắm. Ừ. Anh tôi với ảnh 1 2 3 chống đua, chống vô cái gò kia, vô cái cục tràm kia kìa. Anh sao? Anh chống nghe vẫn đi trước tôi, anh đi trước tôi lẹ lắm, nói ai mà tới cục tràm trước á thì chiều nay á là ai mà thắng á là nấu cơm nè. Ý ai mà thua á là nấu cơm nè, rồi mần cá nè, rồi giặt đồ nè. Rồi ngày mai á là phải chống thêm một bờ quận nữa. Chở chú đi, hoặc là tôi thua nó thì tôi chở nó đi. Nó thua thì nó chở tôi đi. Đó, chống xiết. Cái anh hao thắng anh chống mà anh chống không có đi. Anh chống ào vậy đó. Ừ. Cái anh tới anh dướng lên cái bờ. Ừ. Anh dướng lên cái bờ anh chống hoài không có đi. Ừ. Anh chống rồi tôi lúc đó tôi chống ở sau, tôi thấy anh dướng rồi tôi bỏ anh luôn. Tôi chống xiết qua tới cái cục tràm. Ừ. Mà anh chưa tới nữa là tôi thắng rồi. À. Rồi tôi dòm lại thấy nó mất tiêu rồi. Yeah. Rồi còn có chiếc xuồng. Rồi nó bị gì không biết bị gì. Rồi tôi mới tôi cũng chưa có là trở lại nữa, tôi thắng rồi, tôi cãi mày đi, mày háo thắng tại cái tội mày rủ tôi đua. Mày thắng rồi mày thua phải không? Ừ. Tôi tính là tôi thua, nó thua rồi. Ừ. Rồi ngày mai là tôi khỏe là tôi không nấu cơm, không làm, nó làm hết rồi. Ai về đâu. Phải lâu quá không thấy nó lợi. Rồi sao có đi lợi hả? Rồi tôi mới đi lợi tôi kiếm nó. Tôi kiếm nó thì nó bị chìm dưới ở dưới ngay chỗ cái bờ mà nó dướng cạn cái xuồng đó. Ừ. Chìm dưới. Ừ. Ai lúc đó mày bị gì mà mày chìm dưới mày cải tiếp coi. Té xuống đó thì chìm xuống dưới. Ồ, cái thằng cháu này nó ngu luôn rồi. Chết sao không mà nhớ nổi. Chết sao nó cũng không nhớ luôn. Ông Pháp Sư ơi, ông thông cảm nha. Để tôi kể tiếp cho nghe. Ừ. Là tôi quay trở lại đó. Ừ. Là anh bị cái gì mà anh không có nổi lên được. Chẳng dù bị ma da kéo rồi. Rồi tôi mới thấy vậy, tôi nhảy xuống tôi mò. Mò, ừ, đúng tôi, rồi. Tôi mò ảnh rồi gặp cái xác ảnh ở dưới. Gặp xác luôn. Gặp cái xác ảnh ở dưới mà anh không lên được, anh bị chìm ở dưới cái đáy ruộng á, dưới cái ruộng á. Ừ. Chỗ mà anh bị dướng đó. Ừ. Rồi tôi mò anh được,
tôi mới vừa đông ảnh à, rồi tôi bị nguyên một cái nó giống như cái mền vậy đó, nó giống như là ba cái rong vậy đó, nhức nhác hả. Nó quay lại năm bảy con, năm bảy người, năm bảy thứ vậy đó. Nó chọc tôi luôn. Ôi, vậy là ma da rồi đó ông ơi, ma da đó. Tôi không biết cái thứ gì mà nó kéo ông xuống chết luôn hả vậy? Thì hai chú cháu tôi nằm ở dưới đáy ruộng luôn, chết luôn. Tôi nắm tay được nó mà bị mấy thứ đó nó đè. Tôi không biết cái thứ gì ông ơi. Không thấy mặt mày nó luôn, đang thùi nhớt không vậy hả? Còn đâu có thấy mặt mày gì. Thôi hai chú cháu không? Là coi như là nếu mà nói vậy là con ma da rồi. Nó giống như cái mền vậy đó, nó có một đen xì. Tôi đã nhảy đất, tôi thấy nó hoài, tôi thấy rồi, thấy một hai lần rồi. Tôi có thể giúp được một cái dòng bị con ma da kéo chết trong ông vậy đó, y chang luôn. Ở đây ông còn ông hai chú cháu chết đây vậy rồi có quen ai ở đây không? Có quen ma, cái con ma khác chết trong ông ở đây không? Có. Ồ vậy hả? Có quen biết hai anh em của thằng ấy ở dưới này không? Hả? Qua tôi giúp hai anh em ở về chùa rồi đó. Cái ở trong cái gò cách đây xa lắm. Nó có nhiều lắm. Trên đây phải không? Ừ. Đúng rồi. Tôi tính lên đây không rài mà tôi sẵn sàng ở đây tôi chưa lên. Thì hai chú cháu của tôi á tản qua một hướng bên này nè. Ừ. Kiếm có ai cúng kiến gì đang ăn cho nó bớt lạnh lẽo. Bây giờ tao lên trên bờ được rồi. Tao muốn ở trên bờ luôn rồi. Mày có cách nào giúp cho tao không? Có. Hỏi cần tôi có cách giúp cho hai chú cháu lên bờ. Rồi hàng ngày là cúng bánh trái cơm đầy đủ, được nghe kinh, được nghe kệ, mà không cần phải là thế mạng bất cứ ai, là tôi giúp dùng một cái thần thông cũng như thần lực của tôi có, tôi học á, giúp cho hai người lên trên bờ rồi đi tu luôn, thành một cái dòng trên bờ rồi tu sau này chuyển kiếp thành người luôn. Sao hai cháu chịu không? Rồi đồng ý. Bữa hổm kìa, cách đây 10 ngày về trước á, ta cũng tính bắt cái ông mà không đi giăng lưới vòng vòng đây nè. Mà tao nghĩ tao bắt không được rồi đó. Rồi làm sao, không lẽ giờ tao đi đầu thai hay là cho nó đi đầu thai? Thôi vậy tính tới tính lùi thôi, tha cho ổng luôn. Tính hai chú cháu là lệnh nắm giò ổng kéo rồi đó. Giống như hai chú cháu tao bị chết vậy đó. Thì 8 năm nay cũng giống như mày Pháp Sư mày nói là tao bị ma da nó rút hả? Ừ đúng rồi, cái mền là ma da đó. Bây giờ tao cũng sắp sửa thành ma da rồi. Mà phải 8 năm mà thành ma da vậy? Phải thế, kiếm người thế mạng. Ở đây giăng cầu giăng lưới thiếu trai người ta bắt mẹ người đi. Mà phải một mình tao á. Dạ. Yeah. Thì tao xử lý được. Còn nếu mà tao đi đầu thai chuyển kiếp là bỏ thằng cháu lại rồi ai lo cho nó bị tưng tưng mày ơi. Nó là chết sao mà nó còn không nhớ được nữa kìa. Chú đi con đi theo luôn chứ sao bỏ được. Đúng rồi. Bỏ con được. Thì bỏ vậy chú mới không có đi đó. Đi theo, còn không đi thì ở lại. Bởi vì 8 năm nay cứ ở đây hoài đó. Vậy hả? Giờ coi như là ông là có vợ con rồi chưa, hay là gà trống nuôi cháu luôn? Có không? Ở giá gì nuôi cháu luôn? Chưa có vợ gì trơn á. Mơ có lớn lên là cha mẹ nó chết bỏ nó lại đó rồi. Cha mẹ sao chết à? Cha mẹ nó cũng chết, nghề chết nữa, chết dưới nước nè, năm 2000 á. Rồi hai chồng có đi giăng cầu, giăng lưới gì đó. Rồi bị bão tố gì đó, rồi chết queo. Rồi có kiếm được xác về không? Tìm xác thì mấy 2-3 ngày sau nó mới tìm được. Trình lên ha. Nổi lên là mới thấy phải không? Rồi người ta thấy cái sùn của hai chồng nó trước. Người ta mới chi hô lên là nó bị cái cơn bão năm 2000. Chết năm nay 20 năm rồi. Rồi coi như là ông từ lúc năm 2000 này 8 năm, coi như là mười mấy năm nay là ông ở vậy là nuôi cháu luôn. Ở chung với cháu luôn. Tôi chết tao với cháu tao mới có 8 năm hả? Còn tôi năm 2000 là cha với mẹ của nó. Biết rồi. Tao cũng mình nói ma da chắc không lẽ cha với mẹ nó cũng bị ma da rút luôn sao ta? Không có bão mà chắc bão rồi, bão nước lớn quá chết chứ không phải ma da đâu. Từ lúc tôi hai chú cháu tao chết giờ cũng không có thấy cha mẹ nó nữa. Lo hai chú cháu tao. Hồi vô sông nó đi kiếm. Vô sông nè, đói lắm rồi ôi. Nhất là cái nguồn nước lên này nè. Rồi
lên hả? Đâu, không ai cúng kiến gì đâu hả? Có ai đâu mà cúng, mà lúc mà nước cạn thì ở dưới kinh đó. Rồi nước mà khô nữa, hai chú cháu ra sông dòng cỏ mà kia ở kia kìa. Này nước lên là lên đây phải không? Nước lên thì nó tràn lên đây rồi kiếm kiếm ăn nè. Theo mấy gò mã nè. Bận ra lượm móc bắt cua mẹ cho rồi. Coi có ai cúng cái gì không? Có ai cúng cái gì đâu. Mà ăn đói. Hiền Chi thấy tôi mừng qua quá trời la luôn. Tôi tự giới thiệu nha. Tôi là pháp sư, chuyên gia để giúp đỡ những vong linh, vong hồn chết trâu, chết thình, chết thúi, chết thái bị ma gia chết nữa. Tôi giúp đỡ lên bờ để mà tu hành sớm đầu thai chân kiếp thành người, chứ khỏi phải chết dơ dở trên cõi ta bà này để chịu khát chịu lạnh. Mà nhất là những cái vong hồn như chú cháu không ở dưới nước này lạnh vậy lắm, trời ơi nó lạnh. Hưởng khói nhang đi ông nhỏ kia cho ấm áp đi. Ừ, pháp sư nói vậy rồi đó, cảm ơn pháp sư. Ừ, nằm đi, về hai cô cháu tôi giúp cho về lên bờ, về ngôi chùa tu hàng ngày được cúng bánh trái hương khói nhang rồi hửi ấm no, hiểu không? Hả? Chịu. Cho hỏi rồi cháu ông tên gì, cháu ông nay nhiêu tuổi rồi? Nó lúc chết mới có 15 tuổi à. Tên gì? Nó tên Út Khờ. Đúng đời luôn ha, đặt đúng đời luôn. Còn ông? Đạo tên Út Đực. Út Đực ha. Rồi ông tội nghiệp ha, ở viện mình nụ cháu với hai chú cháu luôn. Sao ông cưới vợ về đi cho bà vợ chăm cháu mình, nuôi phụ. Hay là sao khó khăn quá rồi không chịu lấy vợ hay sao? Hay là đẹp trai quá rồi kén chọn? Hai chú cháu tính đi dân câu lưới đó, qua cái mùa nước nổi này nè. Dư được mới cũng tính cưới vợ cho nó có thiếm rồi với người ta. Cũng tính rồi ha. Tại nó không à. Nó rủ đua háo thắng đó, rủ đua rồi nó chết chìm rồi xuống tới cứu nó nãy kể cho ông nghe rồi đó. Vậy đó thì chết theo nó luôn đó. Rồi bây giờ phải theo nó giữ linh hồn nó hoài, là dám bỏ nó đâu. Bữa họ có cơ hội tới rồi mà chưa có kịp chụp ông kia nữa. Nghiệp quá. Rồi ăn miếng nữa đi rồi tôi giúp tôi về chùa, hai chú cháu đồng ý không? Đồng ý. Ăn đi, ăn đi, ăn chút xíu đi, tôi ngồi coi ra rồi xong ăn no đi rồi tôi giúp đi nha. Cảm ơn sư nhiều. Vừa ăn vừa nghe tôi nói nè. Ăn đi được nghe tôi nói, về đó thì có những vong hồn ở đó đó. Cái đó gọi là cái chùa, cái thất vong linh á, chứa những cái vong linh ở đó họ tu. Nghe kinh kệ có ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát, có các chư Phật gia hộ cho mình, đó, độ trì cho mình để mình có phước có đức mau chuyển kiếp đồ thai thành người. Đó, chịu không? Nghe hay quá hả? Chịu. Chịu chứ. Nghe hay phải. Phải rồi, nghe phải rồi. Nói mà ông cúng kiến cho tôi là hai chú cháu tôi được lên bờ, vậy là tôi mừng lắm rồi. Còn nghe mà được giúp nữa thì còn gì bằng nữa. Thấy hoàn cảnh hai chú cháu tội nghiệp quá. Vậy thì hai chú cháu tôi giúp cho về chùa luôn ha. Để hồi trời được mưa tới, với lại đây lạnh lẽo hay tội nghiệp quá. Tranh thủ rút gọn lẹ đi đưa về đó tu luôn nha. Giờ hai chú cháu đi thì chắp tay niệm sáu chữ A Di Đà Phật. Có điều gì muốn nói với ai không? Nói gì không? Có nhắn gửi gì dòng họ nội ngoại gì còn sống không? Tôi gì nè, tôi có đôi lời nhắn gửi gì nè. Thì cha mẹ của cháu tôi á, nó cũng chết cái vòng vòng cái khu này nè. Thì có đi giúp vong hay giúp gì đó, ông gặp giúp giùm cha mẹ nó ha. Cha mẹ của cháu tôi. Thì ông nãy ông nói ông tên gì? Tôi tên Út Lực. Còn kia là tên Khờ phải không? Út Khờ. Khi nào mà gặp hai cái vong đó là hỏi có biết ông chú với ông là tên Khờ với cháu không? Với con là tên Tủa, con tên Khờ, ông là tên Út Đực. Ở cái hai người đó biết là đúng là cha mẹ của em Khờ đúng không? Rồi bây giờ tôi thôi không nói vòng nhiều mệt quá, bây giờ tôi giúp cho thẳng về chùa tu đi, rồi chút xíu tôi có thời gian tôi sẽ đi kiếm mà hai cái vong đó cha mẹ của ông Khờ, tôi kiếm cha mẹ ông giúp mà về chung ở chung đoạn tuổi không, chịu không? Chịu. Chịu. Chịu thì giờ hai cô cháu chấp tay niệm sáu chữ Mô Phật đưa về chùa tôi nha. Mô Phật. Đi. Xong. Thì giờ ông bà cô bác ơi, Lâm cũng đã giúp được hai cái dòng chú cháu, thằng cháu ông Khờ đua, trời ơi, người ta đua xe, người ta đua thuyền, ông hai chú cháu đua xuồng.
rồi ông chú hảo thắng, ông chú mà ổng chuyên nghiệp rồi sao bơi lại, ông nhỏ này làm sao không biết té xuồng xuống mai da kéo chết luôn. Ông chú thương cháu quay trở lại cứu cháu bị nha, rồi con quỷ đó kéo chết luôn hai chú cháu ngủm cô đèo 8 năm nay. Bây giờ ông chú đó nhờ mình là ông chú đực kiểu nhờ mình kiếm thêm là hai vợ chồng mà quên hỏi là hai vợ chồng tên gì nữa, bà mẹ giờ nói ông cố tôi không biết. À nhớ tên ổng rồi, nhớ cái tên của ổng với cháu ổng là được rồi, mình hỏi thử ví dụ gặp cặp đôi vợ chồng đó mình hỏi thử rồi sao. Như vậy anh bạn ha, rồi video làm kết thúc tại đây, hẹn bà bắt những video tập tiếp theo. Rất mong bà bắt ủng hộ kênh nha, lại những bà bác ơi.